Chào tất cả anh em mình nhá. Hôm tôi lên video hướng dẫn cho anh em bắt cầu tại cổng game Thiên Đường chơi, link game Thiên Đường chơi tôi để dưới phần video mình nhá. Bắt đền tài xỉu thường nha anh em. Ok nào. Ồ này đi luôn 2 triệu xỉu tài đấy anh em. Nếu anh em mà thấy video này hay xin nhớ like tin động lực mình. Link game Thiên Đường chơi tôi để dưới phần video mình nhá. Hút luôn gì đấy anh em. Đánh nó phải đẹp 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 luôn. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà chỉ chiến thôi anh em. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp mắt cầu của tôi thì em để lại dưới phần video này. Tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc của tất cả anh em mình này. Ok, con này đi luôn 80 mét nhá. Ok, lại đánh cái số lẻ này. Nếu anh em mà thấy video này hay, xin nhớ like, tim động lực mình. Link game Thiên Đường chơi tôi để dưới phần video mình này. Ok nào nặng nào. Úi sổ ôi, luôn gì đấy anh em. Đánh nó phải nét này nẹt luôn. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp cái bắt cầu của tôi thì anh em để lại dưới phần video này. Tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho tất cả anh em mình nhá. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà sinh chiến thôi anh em. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp cái bắt cầu của tôi thì anh em để lại dưới phần video này. Tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho tất cả anh em mình này. Ok nào. Còn lại bắt luôn 2 triệu xỉu nhá. 1 triệu tài nhá anh em. Ok. Đâu nào chuẩn bị nặng đâu. Húp luôn đi này anh em. Đánh nó phải nét này nẹt luôn. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà sinh chiến thôi anh em. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp các bắt cầu của tôi thì anh em để lại dưới phần video này. Tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho tất cả anh em mình này. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà sinh chiến thôi. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp các bắt cầu của tôi thì anh em để lại dưới phần video này. Tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho tất cả anh em mình này. Ok. Đâu nào chuẩn bị nhận nào. Ui rồi gãy luôn nhau. Không sao cả ăn cả anh em ạ. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà thi triển này. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp các bắt cầu của tôi thì anh em để lại dưới phần video này. Tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc của tất cả anh em mình. Ok nào. 80, 82. Con đã bắt 2 triệu tài nha anh em. Ui số đánh 4 tay, ăn 3 tay, mất 1 tay. Mất đúng tay bé luôn anh em ạ. Đánh như thế mới là nét 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 luôn. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp các bắt cầu của tôi thì em để lại dưới phần video này. Tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc của tất cả anh em mình này. Ok anh em. Ok nào nặng nào. Ui sổ ơi, hụt luôn thì anh em. Tự cộng tiền luôn. Đánh nó phải là nét nè nẹt luôn. Ok đây.
Nếu mà anh em không hiểu phương pháp cái bắt cầu của tôi thì có thể là dưới phần video này tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc của mình nhá. Tháng 10 này, tháng 12 con đã bắt tiếp 2 triệu tài nha anh em. Cứ đánh đều tay thôi anh em. Cứ chơi đều tay này, cứ chiến đều tay thôi anh em. Ok nào, chuẩn bị nạn nào. Ui số ơi, gãy luôn. Ui không nổ hũ. Ba một không nổ hũ à. May thật anh em ạ. Con này mà nổ hũ đi tiếc đứt ruột luôn anh em ạ. Ok đây, không sao cả anh em ạ. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà sinh chiến đây. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp các bắt cầu của tôi thì nhân thể là phần video này tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc của tất cả anh em mình. Ok nào, con này bắt 2 triệu tài nha anh em. Một tay thằng thua chút lãi nghỉ này. Ok nào, chuẩn bị nạn nào. Nếu anh em cảm thấy video này hay, xin cái like tin động lực mình. Link game thế nữa chơi tôi để tới phần video này cho tất cả anh em mình đây. Ok, bye anh em. Link game thế nữa chơi để tới phần video nhá.